chào tất cả các em đã đến với kênh Đỗ Nhật Khanh. Và video ngày hôm nay, theo một bạn yêu cầu thì chị sẽ được cùng với các em vẽ trang trí một cái khăn trải bàn ha, có hình chữ nhật như thế này. Đó, hình chữ nhật thì các em muốn vẽ cho nó lớn nhỏ như thế nào thì tùy các em. Còn đây nè ha, là trang A4 của chị. Sau đó là chị chừa ra như thế này, chị vẽ đại và chị cũng không có đo nó là bao nhiêu nữa nha. Còn đây là bút chì và bút màu để chúng ta chuẩn bị vẽ. Và đầu tiên thì các em cần có một cây bút lông màu xanh nha. Sau đó thì các em sẽ vẽ như thế này, rất là đơn giản luôn nha. Đây, hình của một chiếc lá. Nếu như các em không sợ là vẽ cao vẽ thấp thì các em có thể vẽ bằng bút chì. Đây ha, các em có thể vẽ một lần bút chì như thế này để cho những cái khoảng cách nó sẽ tương đối giống nhau nha. Đó, các em cứ vẽ như thế này. Lên rồi xuống nha. Các em sẽ vẽ xung quanh của cái hình chữ nhật này luôn. Rồi, nhưng mà chị tính ở đây là được 3 cái cây hoa đó. Chị hướng dẫn nhanh nha, cho nên là các em hả ha, chú ý nè, mình sẽ vẽ cái màu bút lông đậm hơn nè, màu xanh đậm hơn nha. Ok, sau đó chị sẽ dùng cái bút tím này ha, để chị chấm lên như thế này. Nhìn nó giống như là những cây hoa oải hương vậy đó mấy em. À, và chúng ta sẽ kiên nhẫn vẽ hết luôn. Tên và đây nha, chúng ta đã vẽ xong rồi đó. Tiếp theo, các em vẽ cho chị là hai đường chéo như thế này để chúng ta tìm được cái tâm ở chính giữa nha. Rồi, tiếp theo thì các em lại vẽ thêm hai đường chéo như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ một cái hình elip bằng cách nha. Từ đây tới đây các em chia ra lấy một đoạn ngay chính giữa. Từ đây tới đây các em cũng chia ra lấy một đoạn ngay chính giữa. Tương tự như vậy nha. Tất cả. Đó. Từ đây tới đây các em lấy một cái đoạn ngay chính giữa. À, rồi chính giữa luôn nha. Sau đó mình sẽ vẽ nó thành một cái hình elip như thế này nha. Chú ý vẽ bằng viết chì nha mấy em. Đó, các em sẽ vẽ thành một cái hình elip. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái bút này nha, để chúng ta sẽ vẽ nè những cái cánh hoa nha. Đây, các em xem nè, mình sẽ vẽ những cái cánh hoa dựa vào những cái lần mà mình đã vẽ ha, để có được những cái cánh hoa đều với nhau. Đây, như thế này, không đều lắm cũng được. Sau đó thì các em sẽ tô đậm ở cái phần bên ngoài nha, tô đậm ở cái phần ngoài như thế này. Đây, rồi ha. Chỗ nào mà nó chưa cao bằng thì các em có thể tranh thủ lúc này để mình chỉnh lại luôn nha. Tranh thủ lúc này để mình chỉnh lại cho những cái cánh nó đều với nhau. Rất là dễ. Và đây là cái cách để ăn gian á. Tiếp theo thì các em sẽ lấy màu xanh dương nha. Các em cứ vẽ như thế này, từ ở đây ha. Từ ở đây nha, các em sẽ búng ra bên đây. Như thế này. Đó, để tạo thành giống như là giọt nước vậy đó mấy em. Đó, giọt nước của sự sống nha. Rồi cứ như vậy ha, các em sẽ vẽ là hết luôn. Tiếp theo thì các em sẽ sử dụng cái màu xanh dương này, ấy màu xanh lá nha. Chú ý nè, từ đây mình sẽ vẽ là xuống dưới đây ha. Rồi các em sẽ vẽ tiếp luôn. Đây ha, chúng ta đang vẽ một cái lá. Rồi tới đây, sau đó mình sẽ uốn nha, mình sẽ uốn cho nó cong ra ngoài một chút xíu thôi. Đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ lại tiếp tục vẽ một chiếc lá nữa. Cong như thế này và cái điểm dừng là ở trên đây nha. Rồi mình sẽ tô ở phần bụng của nó thì sẽ to hơn nha. Rồi. Như thế này. Tương tự như vậy ha, thì các em đây này nha. Mình cũng sẽ vẽ là đây nè, đúng không? Ngược lại thôi, đâu có gì đâu. Rồi ha, mình sẽ cho nó cong lên một chút xíu như thế này. Rồi ha, thì ở phía bên đây mình lại tiếp tục vẽ là một cái đường cong như thế này. Và nó như thế này. Rồi nha, các em lại vẽ cho cái phần ở chính giữa của nó sẽ to lên một chút xíu. Rất là dễ đúng không? Có nước là có sự sống đó. Đây là một khăn trải bàn nhưng cũng rất là ý nghĩa luôn nha. Nước tung lên thì cây cối bắt đầu mọc đó.
Rồi, ở bên đây thì các em vẽ tương tự như vậy luôn ha, chỉ có điều là cái này nó sẽ dài hơn. Đó, như thế này nha. Và mình cũng sẽ vẽ cái phần bụng của nó nè, to lên. Dễ không? Cứ từ từ vẽ không có gì hết. Sau đó thì ở đây nha, mình sẽ vẽ một cái đường lượn như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ tô đi nha. Tương tự bên kia vậy. Tiếp theo các em sẽ dùng cái cây bút màu xanh lá đậm này ha. Các em chấm một cái điểm ngay chính giữa ở đây. Sau đó các em vẽ nè, như thế này nha. Rồi ha, mình lại chấm một điểm ở chính giữa. Còn không thì em có vẽ là tương tự, ấy lộn, cho nó xem chính giữa là cũng đã được rồi nha. Rồi ở đây. Ok. Và cái này thì mấy em cho phần góc nó to hơn nha, phần góc nó sẽ to hơn. Phần góc thì các em sẽ tô cho nó to hơn, ở phía trên họ nhỏ dần. Sau đó các em sẽ dùng cây bút tím này nè, giống như những cái bông mơ này ha, nhưng mà mình sẽ làm nó to hơn nha. Đầu tiên thì các em sẽ vẽ cho chị này, nó giống như những giọt nước nha. Đó, giống như những giọt nước. Đó, mình cứ vẽ tuốt xua luôn. Đó, như thế này. Đó. Thì có giọt lớn và giọt nhỏ nha. Rồi. Các em cứ vẽ như vậy ha. Những cái hoa, bông hoa nó rơi như thế này. Rồi, ok. Và các em sẽ vẽ cho những nhánh hoa còn lại luôn. Tiếp theo thì các em sẽ vẽ thêm một giọt nước nữa giùm chị nha. Đây, giọt nước này thì nó sẽ to như thế này ha. Đó, coi như là cái chỗ trống thì các em vẽ luôn giọt nước giùm chị ha. Đây. Ok. Như thế này. Và sau đó thì mình tô luôn đi nha. Tô màu cái giọt nước ở bên trong cùng á. Đó. Các em tô luôn giùm chị ha. Sau đó thì tô luôn giùm chị cái màu tím này luôn. Đó. Tô luôn nha. Sau đó các em sẽ dùng cái bút màu vàng để vẽ giống như là có ánh nắng ở trên bầu trời của những cái cây này vậy đó nha. Thì các em chỉ cần vẽ là đầu tiên các em chỉ cần vẽ nó đi theo vòng cung như thế này. Nếu như các em nào vẽ không được thì có thể canh theo cái lằn này, hoặc là vẽ một cái lằn chì khác cũng được luôn nha. Thì ánh nắng mình cách điệu đi nha, mình sẽ vẽ cách điệu đi. Ánh nắng nó sẽ cong như thế này. Đây, một dấu ngã, rồi một dấu ngã ngược lại như thế này nha mấy em. Rồi cứ như vậy ha, các em sẽ vẽ cho đến là hết cái vòng này luôn. Rồi nha, tiếp theo thì các em sẽ dùng cái cây bút lông này nha. Mình sẽ vẽ những cái góc nha, mình trang trí cái góc. Đây, góc nhọn này ha. Các em vẽ như thế này. Rồi, sau đó thì vẽ là như thế này, ở bên đây. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ lên. Rồi, vẽ lên. Rồi mình sẽ đồ lại những cái nét ha. Đó là cái cách để mà chúng ta sẽ trang trí cái góc á, cái góc của cái thằng trẻ bàn nha. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ là ba cái bông nhỏ ở đây. Ok nha, chỉ có ba bông như thế này thôi, vẽ đều hết. Rồi đến là những cái giọt nước nha. Ở đây nè, các em chỉ cần vẽ một giọt nước như thế này thôi. Đó, nước từ dưới đất ha, cái cây này nó sẽ hút lên và nó nở hoa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ ánh nắng nha, ánh nắng như thế này. Đó, như ngọn lửa như thế này thôi. Ok, rất là đơn giản ha. Đó, vẽ giống như là ngọn lửa vậy đó mấy em. Đó, tiếp theo thì chị nghĩ rằng chị sẽ tô luôn cái màu xanh này nha. Chị sẽ tô luôn những giọt nước này luôn, tô hết luôn. Tiếp theo thì nếu như để như màu vàng như vậy không thì nó bó quá đúng không, chị sẽ vẽ luôn là nó sẽ như thế này. Đó, ok nha.
cần vẽ ra phía bên ngoài, vẽ thêm cái dấu hỏi như thế này. Đó. Rồi, ở đây cũng vậy luôn. Dễ không nè, chị vẽ từng bước rất là dễ luôn. Tiếp theo thì ở bên đây ha, các em lại tiếp tục vẽ cong qua như thế này. Đó. Nha, cong bự lên luôn. Đó, mình sẽ vẽ cong bự lên luôn. Nha. Thấy không? Rất là to nha. Ok. Rồi xong đây nha, như vậy là chị đã hoàn thành xong bức tranh vẽ trang trí khăn bàn rồi. Thật ra đó là vẽ xong á thì chị mới rút được kinh nghiệm là thật ra các em không cần vẽ râu rỉa bên ngoài đâu nha. Đó, chỉ cần vẽ tới đây là kết thúc được rồi đó. Như vậy thì bye bye nha, hẹn gặp lại các em ở video sau.